Mần đầu ảnh không có ảnh nghe mình để. Bữa nay sáng chủ nhật nè, là ngày đi lấy cơm, đi lấy cơm từ thiện á, lấy cơm dưới anh Bảy, có xin ảnh là chủ nhật xin 50 hộp để làm cơm đem đi vô trong mấy cái xóm nghèo cho mấy đứa nhỏ. Chủ nhật tụi nó ở nhà mình phát cho tụi nó được, còn ngày thường là tụi nó đi học, chỉ có cái thứ bảy với chủ nhật là tụi nó ở nhà, nhưng mà đi chủ nhật cho chắc ăn. Có nhiều đứa thứ bảy nó lên trường nó làm cái gì nữa, thành thử ra chủ nhật thì chắc ăn là tụi nó ở nhà. Chỗ cơm của anh Bảy ở đây nè. Quán thiện duyên nè, đối diện của anh đây là sinh viên nè, thời trang sinh viên nè. Chỗ này nếu ngày thường thì ta bán một phần cơm chay là 8.000, nhưng mà ngày 14, 15, 29, 30 thì cho ăn miễn phí. Tôi xuống đây tôi xin 50 hộp cơm, bữa nay đi lấy 50 hộp cơm. Đấy, bây giờ lấy được 50 hộp cơm rồi. Mới đi lấy cơm về nè, bữa nay hơi trễ chút, cơm ở dưới anh Bảy á. Cơm ở dưới anh Bảy là cơm chay, mình về mình thêm xúc xích vô, tại vì mình đi phát ở trong mấy cái shop á, là bà con người Khmer người ta không có ăn chay, người ta không có quen ăn chay. Mình thử ra con qua đây nè Tăng. Bà con người Khmer người ta không có ăn chay, thử ra mình thêm mình lấy đồ chay về mình thêm thịt vô cho bà con. Đó là mỗi lần vậy là đi xin là 50 hộp. Bữa nay chủ nhật là đem đi phát cho mấy đứa nhỏ ở trong An Tức á. Chủ nhật thì mới có nít nó ở nhà, chứ ngày thường tụi nó đi học rồi. Trái 10.000 hơn 15.000 trái. Để muỗng rồi bỏ muối tiêu vô luôn. Mình có dây thun không? Mình còn gì có bịch muỗng á, bịch đó là 50 cái đó. Lần đầu ảnh không có ảnh nghe mình để cơm để thịt ở ảnh không mấy gì hài lòng, mấy gì vui đó, thì mới thuyết phục ảnh. Bây giờ ảnh biết rồi, ảnh biết ý mình rồi.
là mấy hai hộp đó hả? Hả? Hai lon đó hả? Hai lon xúc xích hả? Anh Tăng cũng làm từ thiện rồi nha bà con. Công việc này rồi. Trong này là ngoài cái rau củ quả thì mình thêm ba cái xúc xích rồi có muối tiêu nè, có muỗng sẵn luôn. Ấy nó lại cái nào xong rồi ấy nó lại sắp vô trong cái giỏ luôn. Bữa nay đi phát cơm mà cũng chở một bao đồ quần áo này nọ đi cho luôn. Cái này là cơm, cái này là quần áo, ở đây cũng là cơm. Bữa nay đi đem đi cho bên An Tức. Quý lê đi không? Chở cơm với chở quần áo cũ đem đi cho bà con. Bữa nay chở đi vô An Tức. Chợ này bán nước thốt nốt nè, nước thốt nốt tươi đó. Đi chùa đi đâu thế mặc đồ lễ nè, có nguyên đoàn xe. Đi chùa cái đồ này là đồ bà con đi chùa nè. Dê này cũng đi chùa nè đó. Bà dê ngồi sau á, cái váy của bà là kêu bằng cái cấp bánh à. Cái cấp bánh đó thì người ta có dương khúc giải rồi người ta mới dắt, người ta dắt ra phía sau. Còn bà ở trước hình như là cái váy trước là cái sông khuất, là cái sông khuất là nó không có cái đuôi ở ra phía sau. Còn bà này cũng mặc đi chùa đi lễ nè, mà mặc quần chứ không có mặc váy. Từ Tri Tôn mà chạy vô tới chỗ phát cơm á, chắc theo tôi đoán là chắc cũng cỡ 12 cây. Mới ở An Tức nè. Làm đẹp. Thứ khoái hai cái hình này nè. Hình này là hình tiếng Khmer kêu bằng krut. Con chim.